Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để giao dịch trên cái sàn phi tập trung Tronchain. Thì đây là cái ví KLV. Quý vị ai chưa biết tạo cái ví này thì quý vị có thể tìm những cái video trước mà KTV đã chia sẻ. Thì muốn giao dịch được trên cái sàn Tronchain thì quý vị bắt buộc phải có TRX ở trong ví để làm phí giao dịch. Rồi thì quý vị vào cái biểu tượng DApp này. Rồi ở ô tìm kiếm quý vị hãy đánh là tronchain.io đó. Thì đây là cái giao diện cái trang tronchain.io. Đây là một cái sàn phi tập trung và nó sẽ kết nối với cái ví phi tập trung KLV đó. Và đây là danh sách các token đã list trên các sàn. Rồi thì ở đây hiện tại KTV đang có cái đồng là KFI này. KTV sẽ bán KFI ra cái token là TRX. Ok, KTV sẽ chọn cái cặp này. Rồi thì quý vị chọn vào buy này, chọn vào sell để bán này. Ở cái ô price là quý vị hãy nhập cái giá mà quý vị muốn bán. Ví dụ ở đây KTV nhập cái giá 2.800 TRX. Rồi. Và ô amount KTV sẽ để là 100% đó. Rồi KTV sẽ chọn là sell để bán. Rồi quý vị để chọn vào confirm để xác nhận này. Rồi xác nhận lại này. Ok này. Rồi bây giờ quý vị hãy vào cái order này để kiểm tra cái lệnh. Đây thì đây là cái lệnh mà KTV vừa đặt bán cái token là KFI này đó. Và quý vị muốn hủy lệnh thì quý vị có thể bấm vào cancel. Quý vị lưu ý hủy lệnh quý vị cũng sẽ mất một ít phí, đó là TRX để làm phí. Và tất nhiên cái TRX thì phí nó cũng rẻ thôi, ok chưa? Thì đây là cái sàn phi tập trung, nó sẽ kết nối với cái ví phi tập trung, nó giống như là cái sàn Binance Dex đó. Ok, KTV xin kết thúc video tại đây.